Đi vào đây. What? Ủa? Gì vậy? Okay. Let's go. Rồi đây là cái mũi của mình trước khi làm ha. Thì mình có thể thấy được cái chỗ phần này gần mắt nè, nó sẽ hơi thấp một chút. Thì cái đầu mũi của mình thì nó như vậy là nó ok rồi, nó tương đối ok ha. Thì với một cái tình trạng mũi như vậy á, thì mình sẽ nâng cao nhiều cái phần giữa mắt này để mất cái đoạn gãy ha. Còn cái phần đầu mũi này mình sẽ gần như là giữ nguyên, mình chỉ gọt mỏng thôi chứ không cần phải gọt quá dày. Đậm tại chơi Phật. Ôi trời ơi, chơi Phật gì ở đây? Đây mới là con em gái của tôi nè. Về nhà nhớ chăm sóc em gái cho tốt, nhớ kiêng thịt bò, rau muống, nước tương, hải sản. Nhớ ăn nhiều rau củ quả, uống nhiều nước nha. Thật lòng hỏi em ngủ chưa? Ngoài trời thì đang đổ mưa. Sáng nắng chiều mưa, buổi trưa thì bão ơi à ơi à ơi à. Tập yêu đi, tập yêu đêm đã lần rồi. Tập yêu đi, tập yêu đêm đã lần rồi. Về bên nhau xây nhà to đôi ta cùng ấm no. Yêu nhau đồng hơn khi ta em chung cánh phù và cái khô.